Thưa quý vị, các tổ chức cá nhân sản xuất nhập khẩu những sản phẩm chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như rượu, thuốc lá sẽ phải dán tem điện tử cho sản phẩm. Đây là đề xuất tại dự thảo thông tư hướng dẫn việc in phát hành quản lý và sử dụng tem điện tử mà Bộ Tài chính vừa công bố để lấy ý kiến góp ý. Theo dự thảo, tem điện tử là tem có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường và có chứa đựng các thông tin dữ liệu điện tử được kích hoạt, tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước. Việc sử dụng tem điện tử giúp người tiêu dùng có thể nhận biết bằng mắt thường và tra cứu được các thông tin dữ liệu sản xuất. Điều này giúp cho cả người tiêu dùng lẫn cơ quan chức năng trong việc đánh giá sản phẩm. Cửa hàng này đang kinh doanh nhiều loại sản phẩm rượu nhập khẩu và sản xuất trong nước. Hiện tất cả đều đang được dán tem theo quy định tại Nghị định số 105 của Chính phủ. Tem rượu được dán dắt qua nơi rượu có thể được lấy ra trên bao bì chứa sản phẩm rượu, bảo đảm khi mở nắp thì tem sẽ rách và không thể sử dụng lại. Việc dán tem điện tử cho sản phẩm này cũng sẽ giúp cho người tiêu dùng tin tưởng hơn. Hầu hết các hàng chính hãng thì đều có các cái tem vỡ chống hàng giả và các tem phụ của nhà cung cấp. Thì mọi chi tiết của sản phẩm thì mọi người cũng biết được, thế nhưng mà tem điện tử thì có thể là mọi người sẽ tra cứu dễ dàng hơn. Nếu sử dụng tem điện tử, người tiêu dùng có thể nhận biết bằng mắt thường và tra cứu được các thông tin, dữ liệu sản xuất. Đây là một trong những thuận lợi cho cả người tiêu dùng lẫn cơ quan chức năng trong việc đánh giá sản phẩm. Khi thì có những cái sản phẩm mà mình nhìn trên tem ấy, thì nó cũng chưa truy xuất được cái nguồn gốc của sản phẩm thì cũng chưa được yên tâm cho lắm. Từ trước đến nay trong cái hàng hóa của chúng ta vẫn dán tem. Và cái tem đấy thứ nhất là bị làm giả rất nhiều mà không phát hiện được cái vấn đề giả, mà chỉ có sau khi đi giám định, tức là mất rất nhiều thời gian và gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Dán tem điện tử là rất cần thiết và phù hợp với các yêu cầu công nghệ 4.0. Tem điện tử khi được kích hoạt sẽ có thể tra cứu phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước. Theo quy định của Chính phủ, Tổng cục Hải quan thực hiện việc in phát hành tem thuốc lá nhập khẩu, rượu nhập khẩu. Còn Tổng cục Thuế sẽ thực hiện in phát hành tem thuốc lá và rượu sản xuất trong nước. Cái tem điện tử được sản xuất là gọi là tem chặt. Và khi bắt đầu được dán vào sản phẩm thì lúc đấy mới cập nhật cốt. Cập nhật cốt thì trong cái cốt đấy có đầy đủ thông tin sản phẩm, chủng loại, tiêu chuẩn, kỹ thuật, ngày sản xuất, cơ sở sản xuất, đầy đủ thông tin. Khi người sử dụng sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu hoặc các cơ quan có liên quan có nhu cầu tra cứu các thông tin của tem điện tử thuốc lá, tem điện tử rượu đã dán lên sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu, thì chỉ cần thực hiện việc truy cập và tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan. Đây là một trong cách làm để giúp người tiêu dùng, nhà sản xuất và cơ quan quản lý nhà nước chống hàng giả, hàng lậu và hàng kém chất lượng.